Kính bạch sư, trong nhiều bài kinh trong Tương Ưng Bộ, Đức Phật thường nhắc khi là sáu thọ, năm thọ, bốn, ba, hai, một thọ. Kính mong sư giảng giải vì sao Đức Phật nhiều lần nhắc đến thọ như thế. Con xin cảm ơn sư. Của ai sư? Ok. Cái câu này chắc cũng nước mắm mà. Chứ tàu hủ đời nào hỏi ba cái câu trời ơi đất ơi. Bên Bắc truyền có nghe cái năm quẩn không? Xá lợi tử sắc bất dị công, công bất dị sắc. Sắc tức thị công với sắc. Thọ tưởng hành thức diệt phục như thị. Bắc truyền có nghe cái đó hả? Có thì nó có đừng nói dốc. Thì Đức Phật này có nhiều cách nghe. Ngài có nhiều cách để mà Ngài phân tích một con người. Ngài có nhiều cách để Ngài phân tích một con người. Có lúc Ngài nói rằng con người chỉ có hai phần thôi, đó là danh và sắc, tức là phần hồn với phần xác. Hiểu không? Có lúc Ngài phân tích con người mình thành ra là ba, đó là thiện, bất thiện và vô ký. Có lúc Ngài phân tích con người mình nó chỉ là thế giới của các cảm, cảm giác, của feeling, của emotion, cảm xúc và cảm giác thôi. Không có sai. Bây giờ tôi hỏi các vị nha, cái thân xác mình nó có thoải mái và khó chịu không? Thoải mái và khó chịu đó. Mà cái tâm tư của mình có thoải mái và khó chịu không? Đó. Như vậy thì trong trường hợp đó mình thấy tất cả những nỗ lực của chúng ta trong cái cuộc đời này nó có nhắm đến nhiều mục đích, nhiều lý do, mà riêng trong đó tôi nhắc lại, mọi nỗ lực của chúng ta từ đứa bé nằm nôi cho đến ông già trăm tuổi, mọi nỗ lực của chúng ta, biết được chữ nỗ lực không? Cố gắng ấy, làm này làm kia, thì nó có nhiều cái mục đích, nhiều cái lý do lắm, nhưng mà nói về không sai, tức là để giải quyết cái thọ thôi, được không? Tức là để giải quyết cái khó chịu và tìm đến đầu tư cái dễ chịu, đúng không ta? Tại sao ông không có chạy xe hai bánh mà ông chạy bốn bánh? Muốn cho nó sướng, đúng không? Tại sao ông gắn máy lạnh vậy? Muốn cho nó sướng, đúng không? Tại sao ông lấy con lan mà không lấy con cúc? Để ông lấy con lan nó mới vui, có đúng không? Tại sao ông ăn bánh xèo mà không ăn bánh canh? Cảm xúc. Hiểu không? Có nghĩa là cái chuyện mà tại sao mình muốn leo lên ghế giám đốc, ghế trưởng phòng, tại sao mà mình nữa là lừa thầy phản bạn, mãi quất cầu vinh, muôn gian bán lạnh, tại sao vậy? Cũng chỉ để phục vụ cho cái cảm giác, cảm xúc thôi, đúng không? Và người tu hành, cái chuyện tu hành của ông thầy chùa đó là cũng dễ để mình không bị xa vào cái dòng, không để mình bị thua cuộc trước cảm xúc, có đúng không? Hả? Yeah. Tu lên tới hòa thượng á, thiền sư đó, thì mình có nhiều cách nói tu để thành Phật, tu để chấm dứt phiền não, tu để không còn sanh tử luân hồi, nhưng mà chốt lại đó chỉ nói rằng tu để giải quyết cái cảm giác cũng được nữa, vì không muốn khổ theo cái kiểu mà luân hồi nữa, bèn tu. Hiểu không? Nhiều cách nói mà tuy mình hiểu không có đủ sâu, cho nên mình không có tin là lời Phật đặc biệt cái này. Lời Phật đặc biệt cái này, vạn pháp này gom vào một câu, mà một câu phân tích ra vạn pháp. Đặc biệt cái Phật pháp nào chỗ đó, đặc biệt là vì mình không có học, cho nên mình lâu lâu mình hiểu được cái chỗ nào mình mừng ghê lắm. Không, rồi Ngài còn phân tích chúng sanh ra thành sáu, có nghĩa là toàn bộ hoạt động của tất cả chúng sanh nó chỉ nằm ở trong sáu thôi, tức là hoạt động của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Vì sao vậy? Vì vô lượng vũ trụ, vô lượng vũ trụ và tất cả chúng sinh, cây cỏ trăng sao hoa lá kể luôn, tất cả chỉ nằm gọn trong sáu trần. Và cái gọi là sinh mệnh của chúng sanh chỉ là sáu căn. Ngoài cái sinh mệnh mình ra, tất cả cái còn lại đều thuộc về sáu trần. Nguyên cục thịt này đối với tôi nó là căn hay trần? Nhưng mà trong mắt ông thầy này, cái này căn hay trần? Bây giờ hiểu chưa?
Bởi vì thầy có thể thấy tôi được không? Nghe. Hiểu chưa? Rồi. Mặt trời mình không rờ được nhưng mình thấy nó được không? Mình nghĩ về nó được không? Mình nghĩ về một người đã khuất được không? Mình nghĩ về cái chỗ sâu nhất của biển, cao nhất của núi được không? Mặc dù hiện giờ mình không có rờ nó. Như vậy thì không có cái gì mà nó nằm ngoài sáu căn sáu trần, đúng không? Đó là lý do vì đâu mà có lúc thọ Đức Phật kể thành hai cái cảm giác của hồn và của xác. Nãy giờ nghe hiểu không? Rồi, cái số 3 tôi tránh, tôi giải thích quý vị khùng không chịu lên cắn tôi nữa. Rồi cái thọ có 6 có nghĩa là cảm giác dễ chịu hay khó chịu khi mắt nhìn cái gì đó là 1. Cảm giác dễ chịu hay khó chịu khi tai nghe cái gì đó là 2. Cảm giác dễ chịu hay khó chịu khi mũi ngửi mùi gì đó, tổng cộng 6 căn thì có 6. Có thọ. Hiểu không? Hiểu chưa? Không, trứng dịch còn lộn mà. Thì giỡn đi, mất nghiêm trang. Cái đó nó sâu lắm. Khi mà Phật phân tích thế giới mà một cách chi li như vậy, mình thấy tất cả chỉ là một cái trò hề thôi. Tất cả chỉ là cảm xúc thôi. Mình nói mình là có sự nghiệp, mình là Phạm Nhật Vượng, mình là Đào Nguyên Đức, là Hoàng Anh Gia Lai. Tất cả chỉ là cảm xúc thôi. Nếu mà hai ông nội đó mà sống 100 tuổi đó, thì sẽ có một ngày nước miếng chảy chống cây gậy đi. Ông Ronald Reagan, cựu tổng thống Mỹ đó, cựu tổng thống, cựu diễn viên, khi mà chàng lớn chàng lẫn vào cái ngày sinh nhật của chàng, bà Nancy tới hôn bảo một cái, who are you? Hả? Ông không có nhận ra. Và cả một cuộc đời ông thành công biết là bao nhiêu, cao lớn đẹp trai, học hành rồi sự nghiệp điện ảnh, rồi nào là làm thống đốc tiểu bang, thượng nghị sĩ, rồi nào là phó tổng thống, tổng thống. Rồi ổng là có mặt vào một thời điểm cực kỳ nhạy cảm trong cái quan hệ giữa Mỹ và Liên Xô. Ổng là ngon lành siêu quá dách. Ấy vậy mà khi tuổi già nó ập đến thì sao? Ăn không biết ngon, ngủ không được, quên mất cha với cái người đầu ôi gấp ấp tay rồi. Chưa kể ổng là nhẹ đó, còn có nhiều thứ mà lớn tuổi rồi mấy cái khớp nó khô nhớt á, rồi nó đau tới trời, đi một bước là thấy 12 ông trời văng ngang ấy. Rồi đau sau hè, sau hè tức là đau sau lưng ấy, rồi đau máy hiên nó muốn quẩn là nó đau à, cái gì mà đĩa đệm rồi tùm lum la đó. Cho nên cả cuộc đời của mình chỉ là vấn đề cảm giác và cảm xúc thôi. Hôm nay ráng làm có tiền để làm chi? Để đi cái xe cho nó dễ chịu, có cái nhà cho nó dễ chịu, cưới con nhỏ cho nó dễ chịu, đẻ ra bầy con cho nó dễ chịu. Cái con mà nó xấu quá cũng khó lắm. Tôi nhớ thằng cha nó cho làm biến lắm rồi, má nó trời ơi, mà mốt ba má chết rồi mà mày có một mình, mày già, cái tâm sữa răng cũng không có, người ta đưa nữa. Anh nghe anh rung quá, anh đi lấy vợ. Thì anh lấy vợ anh sống được 80 tuổi. Bữa đó con cháu nó về nó hát karaoke, rồi nó chơi game, peng 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 peng. Anh vô trong phòng anh trốn mà vẫn còn ồn. Anh ra thắp hương nha má, nó trời ơi, xưa gì cái tâm sữa răng mà con khổ quá má. Rồi má dọa, con gì cái tâm sữa răng. Mà má coi bây giờ con răng nó rụng hết mà vẫn còn khổ. Răng rụng rồi đó mà còn khổ. Có hiểu, đáng hiểu tôi mừng. Đó là lý do vì đâu mà thọ được chia ra tùm lum tà la vậy đó. Hiểu hả? Thấy tôi giỡn nhưng mà hiểu tôi nói nghiêm túc không? Ok, chứ đừng thấy giỡn rồi cái phủi rít đi về quên sạch. Đây. Để còn gì nữa thầy?